Thông điệp của Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa ban cho nữ tu Guadalupe. Thông điệp số 2, sự xuất hiện của tên Ngụy Kitô. Guatemala, ngày 9 tháng 9 năm 1988. Các con yêu dấu, mẹ chúc lành cho các con, nhân dân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Các con yêu dấu, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với các con, hôm nay mẹ đến để ban cho các con một thông điệp khẩn cấp, một thông điệp yêu thương. Hỡi các con, thật khẩn cấp, khi phải cho các con biết rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng. Hố sâu của hạ ngục đã mở hết, các cánh cửa để vị vua bóng tối đi qua, và hắn sẽ đến trong thế giới để chiếm hữu tất cả những ai không ở trong tình trạng ân sủng Chúa. Các con thân mến, như người mẹ, một người mẹ quan tâm đến sức khỏe của con cái, sức khỏe linh hồn của các con. Các con thân mến, mẹ mời gọi các con một lần nữa, mẹ tiếp tục mời gọi qua nhiều thế kỷ, cùng một lời mời gọi. Trong tất cả những cuộc hiện ra, mẹ luôn luôn nói, hãy thống hối, đừng xúc phạm đến Chúa nữa, đừng xúc phạm đến người con chí thánh của mẹ. Ngài đã bị xúc phạm quá đủ rồi. Các con thân mến, các con phải ăn năn, các con phải sám hối tội lỗi để đạt được nhân đức cho những ngày khắc nghiệt sắp tới. Hố thẳm tăm tối đã mở rộng các cánh cửa bởi vì tên Ngụy Kitô đang tới. Vị vua bóng tối đang phối hợp thời gian để chiếm hữu những ai đang không ở trong tình trạng ân sủng. Các con của mẹ, như một người mẹ đầy yêu thương, mẹ mời gọi các con của mẹ, những linh mục, các con gái của mẹ, những nữ tu, tất cả con cái mẹ, những ai sẵn sàng làm mồi cho ma quỷ, nếu họ không giống như những gì mẹ luôn luôn nói trong tất cả những cuộc hiện ra. Các con của mẹ, cuộc khủng hoảng chết chóc đang chờ đợi giáo hội, nếu các con không nghe lời mẹ, nếu các con không chú ý đến lời mời gọi của mẹ, lời mời gọi mẹ đã làm qua mọi thời đại để tuyên bố cho các con sự xuất hiện của tên Ngụy Kitô đã đến gần, rất gần. Cả thế giới sẽ thấy hắn, và khi thời điểm đó đến, người ta sẽ run sợ. Chỉ có những ai ẩn náu dưới bảo vệ của áo choàng mẹ, dưới sự bảo vệ của áo choàng mẹ, Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, sẽ được cứu. Các con thân mến, mẹ mời gọi lần nữa và lần nữa. Đừng từ chối lời mẹ, đừng nhạo báng những thông điệp mẹ. Chúng là sự thật, chúng đến từ mẹ, đấng van xin con cái mẹ hãy đi theo đường lối của Chúa, đường lối do chính Chúa Giêsu Kitô, con yêu dấu của mẹ, đấng đã chết cho các con, đấng đã chết để cứu các con. Nhưng nếu các con coi thường máu Ngài đã đổ trên thập tự, các con sẽ hư mất, các con sẽ bị kết án, bởi vì các con đã khinh thường máu của Chúa Giêsu, người con chí thánh của mẹ, đấng đã chết cho các con. Ngài đã chết, hỡi các con, Ngài đã chết để cứu các con khỏi lửa hỏa ngục, để cứu các con khỏi ma quỷ luôn giăng bẫy trên thế gian. Và thế giới luôn ở trong 7 mối tội đầu, vốn tiêu diệt nhân loại. Các con đã thấy, người ta không còn yêu mến Chúa nữa. Chúa đã bị lãng quên trong thời buổi này. Tất cả những gì mẹ nói khi hiện ra ở La Salette đang trở thành hiện thực. Những gì mẹ nói là lời tiên tri. Hôm nay, lời tiên tri đó trở thành hiện thực. Giáo hội đang đi đến sự hủy diệt bởi vì các con của mẹ, các linh mục, giám mục, các con gái mẹ, nữ tu đã quay lưng lại với Chúa Giêsu, con chí thánh của mẹ, và từ chối những cuộc hiện ra của mẹ. Họ từ chối chúng bởi vì có nhiều sự giữ trong tâm hồn họ, như mẹ đã nói ở La Salette. Bây giờ đã trở thành hiện thực.
nhiều nhà thờ không còn là nơi thánh thiện nữa, và ma quỷ thống trị ở đó. Các con phải cẩn thận, các con thân mến, các con phải cẩn thận. Ôi, khốn cho những ai sống trên trái đất, khốn cho những ai không nghe lời cảnh báo đến từ thiên đàng. Vì cái thứ ba, hỡi ôi, đã được nói đến trong sách Khải Huyền, sắp xảy đến cho nhân loại. Các con thân mến. Vâng, các con thân mến, thế giới không muốn chú ý, thế giới sống dưới sự bình an giả tạo. Càng ngày càng có nhiều người trở nên đồi trụy, họ chỉ muốn lạc thú con người, họ không còn nhớ đến cái thứ ba, hỡi ơi, đang đến trên thế giới, cho nhân loại và cho những ai không ẩn náu dưới sự bảo vệ của áo choàng mẹ, sẽ chết về tay tên ngụy Kitô. Vì thế mà mẹ hiện ra, vì thế mà mẹ kêu gọi các con bằng tiếng khóc thống khổ, tiếng khóc cấp bách, để các con đừng từ chối lời mẹ. Các con thân mến, có sự thật và sự sống trong lời mẹ, vì Chúa Giêsu, con chí thánh của mẹ, đã mời gọi các con qua mẹ. Mẹ là đấng phải quy tụ các con lại, mẹ là đấng bảo vệ các con dưới áo choàng của mẹ khi thời gian nguy khốn đến. Nhiều linh mục đang lầm lạc và họ nói với các con, đừng nghe những lời đó, bởi vì các con sẽ khiếp sợ. Và người ta không muốn sợ, người ta muốn sống hạnh phúc, người ta muốn sống bình an, nhưng hạnh phúc đó có ích gì, hỡi các con. Và không sợ hãi để rồi đi xuống hỏa ngục sau khi chết. Việc không sợ hãi có ích gì bây giờ? Tốt hơn các con nên sợ bây giờ, để các con sẽ quỳ gối và xin ơn tha thứ, để rồi khi thời gian nguy khốn đến, khi thời gian khốn khổ đến gần, các con sẽ ẩn náu dưới áo choàng của mẹ. Đây là lúc các con phải đứng lên mà nói, vâng, thưa mẹ, mẹ là mẹ các con, và bởi vì mẹ là mẹ của các con, mẹ muốn những gì tốt cho các con sẽ lắng nghe mẹ, các con sẽ lắng nghe lời mời gọi của mẹ và đi theo Thiên Chúa thật. Thiên Chúa thật, vì mẹ là mẹ Ngài và mẹ của chúng con, và vì thế mẹ muốn cho chúng con những gì là tốt. Các con, thời kỳ khốn khó, thời kỳ rất cay đắng đã đến gần. Bạo động, máu, tội lỗi, phỉ báng ngự trị khắp nơi trên thế giới, bởi vì Thiên Chúa đã bị lãng quên. Các con thân mến, các linh mục không muốn lắng nghe và họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Vì chưng bởi tội lỗi của họ, thời gian ấy sẽ đến. Giáo hội sẽ bị bắt hại và nhiều linh mục sẽ chết, và họ sẽ chết thảm khốc dưới tay tên ngụy Kitô. Nhiều người sẽ đau khổ vì họ không để ý đến lời của mẹ. Vì thế, các con thân mến, các con ở đây, lắng nghe, nói cho mọi người, hãy nói cho người ta, nói với họ rằng đây là thời gian để sám hối và tìm kiếm một Thiên Chúa thật, là con chí thánh của mẹ. Vì vị vua bóng tối sẽ đến như con chí thánh của mẹ, và nhiều người sẽ hoang mang, và nhiều người sẽ vấp ngã, bởi vì họ đã không chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì họ đã không náu thân dưới áo choàng bảo vệ của mẹ. Các con thân mến, các con phải lắng nghe lời của mẹ, và các con phải chú ý đến lời khuyên của mẹ, và dùng áo đức bà và đọc kinh Mân Côi như vũ khí của thời kỳ cuối. Nhưng mẹ cũng muốn báo trước cho các con của mẹ, đời sống của các con phải thay đổi, các con phải từ bỏ tội lỗi, các con phải đạt được những nhân đức, các con phải có ơn Chúa Thánh Thần, vì chỉ có ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được 7 mối tội đầu đang thống trị thế giới hôm nay, với tất cả sự báng bổ, phạm thượng. Các con phải đạt được nhân đức để được củng cố nhờ Chúa Thánh Thần, vì chỉ có ơn Chúa Thánh Thần mới đánh bại được 7 mối tội đầu. Các con phải đọc kinh Mân Côi thường xuyên và mang những chuỗi ảnh, vì thời gian đã gần kề. Các con thân mến,
trong khi những người khác không được bảo vệ bởi những vật này, thì con cái mẹ sẽ được ban cho như một món quà, để khi ơn cứu rỗi đến, thì các con sẽ không bị cản trở. Lời mẹ mời gọi các con đầy yêu thương, mẹ mời gọi các con như một người mẹ yêu thương con cái mình, và không muốn cho chúng phải hư mất, không muốn cho chúng bị xét xử. Các con của mẹ, hãy lắng nghe lời mẹ, đừng từ chối những thông điệp của mẹ. Những thông điệp mẹ ban cho các con với tình yêu, để các con hiểu biết rằng thời kỳ cuối đã gần kề. Các con của mẹ, mẹ đã nói với các con khi hiện ra ở La Salette. Những gì mẹ nói đến ở đó đang xảy ra ngày hôm nay. Những lời tiên tri đang trở thành sự thật. Giáo hội đang hướng về sự hủy diệt, và các con sẽ nhìn thấy kinh hoàng, như việc Roma sẽ trở nên tổng hành dinh của quân ngụy Kitô. Nhưng nhiều người không tin cho đến khi họ nhìn thấy, và rồi sẽ quá trễ các con của mẹ. Vì thế, mẹ mời gọi các con ngay từ bây giờ. Bây giờ, trong thời kỳ ân sủng, để các con quỳ gối mà xin Chúa tha thứ. Hãy xin và các con sẽ được. Hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Hãy xin ơn Chúa Thánh Thần vì thời giờ đang đến. Những ai không có những ơn này sẽ dễ dàng sa ngã. Vâng, các con thân mến. Mẹ đến để báo trước cho các con. Không phải để làm cho các con đau khổ như các con của mẹ. Những linh mục nói rằng Đức Mẹ không nói như vậy. Đức Mẹ chỉ nói về tình yêu, chứ không nói đến sự trừng phạt. Vâng, các con thân mến, vì thế mẹ đến để nói với các con, để các con hiểu rằng, vì mẹ là mẹ đầy yêu thương, mẹ không muốn các con bị án phạt. Vì thế, các con phải lắng nghe lời mẹ, lắng nghe để được cứu rỗi. Bởi vì nếu các con không suy niệm những thông điệp này, nếu các con không suy niệm những cuộc hiện ra của mẹ, khi thời kỳ ân sủng qua đi, và mẹ sẽ im lặng, mẹ sẽ không nói gì nữa, vì các con sẽ nhạo báng lời Chúa. Và rồi, thời kỳ ân sủng qua đi, và thời kỳ trừng phạt sẽ đến. Con chí thánh của mẹ đã phán, những ai không muốn lòng thương xót của cha sẽ thấy công lý. Đối với họ, cha sẽ không còn là đấng cứu độ ngọt ngào, nhưng là người thẩm phán công minh. Vậy thì các con thân mến, làm cha và làm mẹ, các con phải hướng dẫn con cái theo đường lối Chúa, chỉ lối cho chúng, chỉ cho con cái mẹ đường đi, để chúng thấy và hiểu được rằng chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối, mà nếu các con không vâng lời mẹ, các con sẽ chết. Vâng, các con thân mến, các con phải làm gương tốt, các con phải đáp lại tình yêu của Chúa Cha, tình yêu của con chí thánh của mẹ và tình yêu của người mẹ thiên quốc đấng đang nói với các con đây. Mẹ đến lần nữa và lần nữa trên thế giới để tuyên bố những việc này cho các con, những điều làm cho nhiều người sợ hãi mà nhiều người không muốn lắng nghe. Nhưng việc nhắm mắt bịt tai này nào có lợi gì, vì khi thời gian đến, nếu các con không chuẩn bị sẵn sàng, các con sẽ chết. Tốt hơn là các con nên sợ ngay từ bây giờ. Các con thân mến, sợ và xin ơn tha thứ, tin tưởng và đạt được những nhân đức để khi thời kỳ ấy đến, những gì mẹ đã tuyên bố với các con trong thời gian qua, các con sẽ được chuẩn bị sẵn sàng, để rồi các con sẽ không sợ hãi. Các con sẽ được mẹ và con chí thánh của mẹ bảo vệ. Và những ai không muốn sợ hãi, đúng lúc sẽ phải chết trong khiếp sợ. Các con thân mến, chết trong sự kinh hoàng. Các con của mẹ, tốt hơn là nên sợ ngay từ bây giờ để được sống. Đừng cười bây giờ, để rồi sẽ chết trong kinh sợ. Sự việc là như thế, hỡi các con của mẹ. Nhiều người sẽ bị kết tội vì đã không muốn lắng nghe, không muốn nhìn nhận những cuộc hiện ra là sự thật. Và như thế, nếu mẹ có hiện ra, thì là để báo trước cho các con của mẹ. Vì những cánh cửa của vực thẳm đã được mở ra, chúng đã được mở ra và để cho vị hoàng tử bóng tối đi qua.
và tất cả những ai không chuẩn bị sẵn sàng sẽ phải chết. Sẽ phải chết. Vì thế, các con của mẹ, các con phải cố gắng sống trong tình trạng ân sủng, từ bỏ y phục cũ, từ bỏ tội lỗi, thói quen cũ, và mặc lấy y phục trắng, và mới tỏ ra rằng các con đang ở trong tình trạng ân sủng. Hãy đón nhận lời mẹ dạy, đón nhận những thông điệp của mẹ, đón nhận tình yêu của mẹ, và tình yêu đó sẽ cứu các con. Vâng, các con của mẹ, mẹ sẽ cứu các con. Mẹ sẽ lo lắng cho những ai ẩn náu dưới sự bảo vệ của áo choàng mẹ. Mẹ sẽ mang chúng đi. Mẹ sẽ hướng dẫn chúng về quê trời khi thời gian đến. Và chúng sẽ không phải chết về tay quân ngụy Kitô. Không. Các con của mẹ, các con phải lắng nghe. Và những gì các con nghe được ở đây, các con phải nói cho những người khác. Nói với họ, đây là lời mời gọi cấp bách. Để người ta lắng nghe, nói rằng họ còn rất ít thời gian còn lại. Vì cái thứ ba, hỡi ôi, gần đến trên thế giới. Và thế giới sẽ run sợ, thế giới sẽ đau khổ, thế giới sẽ chết nếu họ không lắng nghe lời mẹ. Mẹ đã và đang nói qua nhiều cuộc hiện ra rằng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ chiến thắng khải hoàng. Và sẽ xảy ra như vậy. Hỡi các con của mẹ, điều đó sẽ xảy ra như vậy. Vì thế mà mẹ đã báo trước cho các con lần nữa và lần nữa. Mẹ không mỏi mệt và sẽ không mỏi mệt để nói cho các con như vậy. Hãy sám hối, xin Chúa thứ tha, xin Chúa thương xót ngay bây giờ khi còn thời gian. Vì sau này các con không làm được, các con sẽ không thể làm được. Một cuộc khủng hoảng kinh hoàng đang chờ đợi giáo hội sẽ bị đóng cửa, sẽ bị xúc phạm, nhiều nơi đã bị xúc phạm. Ngay từ bây giờ, các con thân mến, và nhiều người không ý thức được điều đó, không, vì họ không muốn lắng nghe tiếng Chúa, vì họ không muốn lắng nghe mẹ. Vâng, các con thân mến, như một người mẹ đầy yêu thương, mẹ mời gọi để các con sẽ hiểu được rằng, đây là thời kỳ ân sủng. Hãy nhìn lên trời, nhiều dấu hiệu sẽ được nhìn thấy trên trời. Đức Chúa Cha đã gửi đến nhiều dấu chỉ. Hãy nhìn lên trời, bầu trời sẽ cho các con biết thời kỳ cuối. Khi các con thấy dấu hiệu trên trời, các con sẽ biết rằng thời gian đến. Đó là những gì mẹ muốn nói với các con. Hỡi các con của mẹ, mẹ muốn nói với các con điều này, bởi vì như một người mẹ đầy yêu thương, mẹ đau khổ và than khóc vì con cái mẹ không chú ý đến lời mẹ. Mẹ gõ và gõ lên cánh cửa của giáo hội và họ không lắng nghe mẹ, họ không lắng nghe và những ai không lắng nghe sẽ phải chết. Vì thế mà mẹ muốn nói các con thân mến, hãy truyền bá những lời này của mẹ. Hãy nói với thế giới rằng ngày tận thế đã gần kề, rằng họ phải chuẩn bị sẵn sàng, họ không được nhạo cười những thông điệp của mẹ, nhưng lắng nghe và thực hành. Các con phải đạt được những nhân đức, vì tất cả những ai không ẩn náu dưới áo choàng của mẹ sẽ không được cứu. Hãy nói với người ta, hãy sử dụng áo đức bà, đọc kinh Mân Côi, vì cái thứ ba, hỡi ôi, đã gần đến. Và đó là cái cuối cùng. Hãy lắng nghe mẹ và xin ơn tha thứ, xin lòng thương xót ở suối nguồn của lòng thương xót từ nơi con chí thánh của mẹ. Bởi vì đối với tất cả những ai muốn được hưởng lòng thương xót của Ngài, Ngài sẽ là đấng cứu độ ngọt ngào. Nhưng với những ai từ chối lòng thương xót của Chúa, họ sẽ thấy công lý Chúa. Ngài sẽ là thẩm phán công minh. Vâng, các con của mẹ, mẹ đến với các con bây giờ để nói với các con điều này. Con của mẹ cũng sẽ đến để dạy dỗ các con điều này, để các con trở nên mạnh mẽ và đạt được tất cả những gì giúp cho các con chiến thắng được sự dữ. Các con phải luôn ẩn náu dưới áo choàng mẹ,
Thời gian đến gần khi các thiên thần đi thu hoạch lúa và nhổ cỏ dại trong giáo hội mẹ và phân chia chiên ra khỏi dê. Các con sẽ thấy điều này, các con sẽ thấy nó, và những ai là chiên của mẹ, những ai là con cái thật của Chúa sẽ không sợ hãi. Họ sẽ luôn được bảo vệ dưới áo choàng của mẹ, và mẹ sẽ lo lắng cho chúng. Mẹ sẽ bảo vệ chúng, mẹ sẽ mang chúng đến trước ngai tòa Chúa. Đó là sứ mạng của mẹ, các con thân mến. Vì thế mà mẹ hiện ra lần nữa và lần nữa khắp nơi trên thế giới để báo trước cho con cái mẹ, để nói với các con rằng các con phải cảnh giác, nhìn và đọc những dấu hiệu của thời đại, vì mọi sự đã gần đến. Mọi sự đã gần đến. Khi cuộc thanh tẩy đổ xuống trên các con không còn thời gian để làm gì nữa. Vì thế, các con phải làm ngay từ bây giờ. Đây là lúc các con phải quỳ gối, xin lòng thương xót, để các con sẽ là những con chiên, là con cái thật của mẹ, là những người lắng nghe tiếng người con chí thánh của mẹ và được cứu. Vâng, các con của mẹ, như một người mẹ đầy yêu thương, một người mẹ yêu thương các con nhiều, mẹ đến lần nữa và lần nữa để nói với các con như vậy, rằng các con chỉ chiến thắng nhờ áo Đức Bà và chuỗi kinh Mân Côi và có được ơn Chúa Thánh Thần. Vâng, chỉ bằng cách đó. Đừng để bị sai lầm, các con phải xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để Ngài hướng dẫn các con trong thời gian thống khổ, trong thời gian bóng tối đang phủ đầy trái đất. Mẹ là người mẹ bảo trợ, đấng săn sóc các con. Mẹ sẽ lo cho các con. Những ai ẩn náu trong áo choàng mẹ không phải sợ hãi, nhưng những ai không ẩn náu trong áo choàng mẹ sẽ phải chết. Đó là lời của Chúa Cha hằng hữu. Các con thân mến, lúc này có quá nhiều sai lầm, quá nhiều lầm lỗi. Các con phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con, vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp cho các con được. Ngài sẽ nói cho các con biết những gì phải làm trong thời gian gian nan sắp tới. Vì giáo hội sẽ bị bắt hại, giáo hội sẽ bị xúc phạm như mẹ đã nói ở La Salette. Và vào lúc này, giáo hội cũng đang bị xúc phạm. Nhiều nhà thờ không còn là nơi thánh thiện để con mẹ ngự, như các con đã biết rõ. Đó là vì sao, các con thân mến, các con hãy khóc than với thế giới những gì mẹ nói ở đây. Hãy nói với thế giới rằng, nếu họ không chuẩn bị sẵn sàng, họ sẽ sa ngã. Họ sẽ sa ngã về tay tên ngụy Kitô. Cánh tay của con mẹ đã chuẩn bị đến và phán xét. Nhưng trước tiên, Ngài sẽ ban cho các con lòng thương xót. Những ai cầu xin lòng thương xót sẽ là con cái thật của Chúa. Và những ai từ chối sẽ không thể theo Ngài. Họ sẽ không thể theo Ngài. Vâng, các con thân mến, lần đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu, con chí thánh của mẹ đã gần kề. Rất gần, rất gần. Và những ai không công nhận điều đó, một lần nữa sẽ khiết từ thánh giá Chúa. Sự hy sinh của Chúa, máu Chúa đã đổ ra cho các con. Các con đừng phạm tội nữa, các con thân mến, đừng phạm tội nữa. Vì mỗi tội các con phạm, các con lại đóng đinh con chí thánh của mẹ một lần nữa. Lại đóng đinh một lần nữa. Mỗi hành động nhạo báng, sỉ nhục, trở lại với Ngài một lần nữa, là hành động đóng đinh Ngài. Thế giới chà đạp thánh giá Chúa, thế giới chà đạp lên máu thánh của Ngài. Đừng nghĩ đến lạc thú, đừng chỉ nghĩ đến sự tốt lành cho thân xác của các con. Các con phải sám hối, các con phải nghĩ rằng khi tất cả những tiên tri bị treo lên trên đầu các con sẽ không làm được gì nữa. Sẽ không làm được gì cả. Vì thế mà Chúa ngưng không còn thấy những linh hồn được cứu nữa, vì Ngài khao khát
cứu rỗi các linh hồn. Vì thế, lời mời gọi này là lời mời gọi khẩn cấp, các con thân mến. Lời mời gọi này cấp bách. Vì thế, các con hãy chú ý đến lời mẹ và tất cả những gì con chí thánh của mẹ phán, những lời khuyên của Ngài cho các con, để các con dần dần trở nên mạnh mẽ và bước đi trên con đường Ngài chỉ dạy cho các con. Vâng, các con thân mến, các con phải chuẩn bị cho thời kỳ này, các con phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì có rất ít thời gian còn lại. Và như mẹ đã nói, hãy nhìn những dấu chỉ trên trời, và đó sẽ là sự hướng dẫn cho các con. Sự hướng dẫn cho các con. Hãy nhìn xem giáo hội, nhìn xem các linh mục, nhìn những ai nghĩ rằng họ tốt lành, nhưng họ lại sai lầm. Bởi vì tinh thần lầm lạc đã gieo rắc khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do cho những cuộc hiện ra của mẹ. Đó là vì sao mẹ lại đến lần nữa và lần nữa để nói với các con điều này và đặt các con trong tình trạng cảnh giác. Vì cái thứ ba, hỡi ôi, đang đến. Nhân loại sẽ đau khổ dưới cái thứ ba, hỡi ôi, rất sớm. Hỡi các con của mẹ, rất sớm. Bây giờ, hỡi con, mẹ sẽ ban phép lành cho những chuỗi ảnh ở đây, những cỗ tràng hạt, những gì các con đặt trên chiếc bàn nhỏ này, để mẹ có thể ban phép lành cho chúng. Mẹ chúc lành cho các con. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Tất cả những gì ở đây đã được ban phép lành. Như thế, mẹ hy vọng những ngày đền tạ sắp tới, mẹ sẽ luôn luôn đến để giải thích nhiều điều cho các con, để các con sẽ luôn cảnh giác và cố gắng ở trong tình trạng ân sủng. Như thế, hỡi các con của mẹ, mẹ chúc lành cho các con. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.